Tha chết không về Giang Đông, hạng vũ dù bài sông ngàn năm vẫn trên cơ lưu bang vì một lý do. Lựa chọn tuẫn tiết bên bờ ô Giang khiến cho hạng vũ trở thành kẻ thua trận trong cuộc chiến hán sở tranh hùng. sau đó lại giúp cho ông mãi trên cơ kẻ chiến thắng sau cùng là lưu bang. Cổ nhân có câu thời thế tạo anh hùng, bá vương hạng vũ chính là một bậc anh hùng được sản sinh và tôi luyện trong các thời buổi loạn lạc như vậy là một trong số những chiến thần nổi danh trong lịch sử nhân vật này đã từng được xếp ở vị trí đầu tiên trong nhiều bản xếp hạng về võ lực và tài cầm quân của trung hoa nhắc tới tên tuổi của tây sở bá vương hộ thế giờ đây vẫn thường truyền tay nhau nhiều giai thoại về cuộc chiến nổi tiếng và quan trọng nhất về cuộc đời của ông đó là chiến tranh hán sở tranh hùng cũng là ván cờ quân sự quyết định sự thành bại của hạng vũ trước đối thủ lưu bang mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn lưu bang về tài năng cũng như nhân cách thế nhưng việc hạng Vũ đã thất bại dưới tay của hán cao tổ và bỏ mạng bên dòng sông âu giang vẫn là một sự thật lịch sử không thể thay đổi Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng nếu năm ấy Hàng Vũ chịu qua sông để trở lại vùng Giang Đông, sự nghiệp của ông sẽ có ngày đông phong tái khởi. Khi đó có lẽ cả Lưu Bang cùng với Hán Triều cũng khó có thể yên ổn cai trị Trung Hoa suốt 400 năm. Và đâu là lý do khiến Hàng Vũ thà chết chứ không chịu qua Giang Đông? Điều gì đã khiến ông từ bỏ cơ hội sống sót và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình, một cách đầy đuối tiếc như kết cục bên dòng ô Giang năm xưa? giai thoại về cái chết của Tây Sở Bá Vương thà chết chứ không qua Giang Đông chỉ vì thẹn. Hạng Vũ sinh năm 232 trước công nguyên và mất năm 202 trước công nguyên, còn được gọi là Tây Sở Bá Vương, một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và từng có giai đoạn tranh thiên hạ với hán cao tổ Lưu Bang. Sinh thời Hạng Vũ vốn mang xuất thân, danh môn, nổi tiếng, văn thao võ lược, hơn nữa lại vô cùng dũng cảm. Khi mới ở độ tuổi thiếu niên đã sở hữu sức khỏe và khí lực xuất chúng để nổi được người đời người khen là bá vương cự đỉnh. Nếu so sánh ông với một người ít học như Lưu Bang, hạng vũ chắc chắn sẽ giành phần hơn cả về tài năng lẫn danh tiếng trước đối thủ đã từng vô danh tiểu tốt này. Chi tiết rằng năm xưa trong việc hồng môn yến Tây sở bá vương đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trừ khử đối thủ họ Lưu và đây cũng chính là mầm họa khiến cho ông phải bỏ mạng bên bờ Âu Giang sau này vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Hán sở tranh hùng. Thì bấy giờ đất đai trên toàn cõi Trung Hoa chia làm 7 nước chi hầu thì 6 nước đã về Hán. Vì vậy có thể nói tương quan lực lượng giữa Hán sở đã có sự chênh lệch rất rõ ràng. Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang cùng với các quân chi hầu đã giao chiến với quân sở một trận quyết liệt ở Cai Hạ. Trong trận tự chiến năm ấy thì Tây Sở Báo Vương chỉ có trong tay binh lực vẹn vẹn là 10 vạn, còn đối thủ mà ông phải đối đầu là một đại quân lên tới năm 60 vạn. Dù vậy, chiến thần hàng tính dưới tay của Lưu Bang từng xung phong dẫn quân đi đầu, cũng không thể thắng nổi và đành phải rút quân. Sau này, phe của Lưu Bang nhờ có quân số áp đảo nên đã khiến cho hàng vũ đài bài ở cây hạ Bây giờ Hạng phủ buộc phải tháo chạy khỏi thành, binh lính đi theo chỉ còn hơn 800 người. Nhóm tàn binh của ông liều chết phá vòng vây, đợi đến khi vượt qua sông Hoài, thì quân kỵ theo kịp chỉ còn hơn trăm mạng. Trước tình thế nguy cấp, hạng phủ đã chạy sang phía đông. Người ngựa chạy đến bờ sông Ô Giang thì cùng đường. Có gia thoại truyền lại rằng, Bây giờ một người đình trưởng ở Âu Giang đã cấm thuyền đợi sẵn và thuyết phục. Giang Đông tuy nhỏ nhưng đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn cũng đủ làm vương, xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân hán đến không có cách gì vượt qua. Nào ngờ hạng vũ chỉ cười nói, trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì, vỡ lại ta từng cùng tám người con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng Trường Giang, còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dù họ không nói, ta đây há chẳng thèm trong lòng hay sao. Sau khi từ chối cơ hội sống sót duy nhất ấy, Hàng Vũ đã tự vẫn bên bờ sông Âu Giang. Năm ấy, ông mới hơn 30 tuổi, ở ngôi tây sở bá vương chỉ vẹn vẹn 5 năm. Lý do khiến Hàng Vũ lựa chọn tuẩn tiết bên bờ sông Âu Giang, Lưu Bang dù thắng nhưng ngàn năm vẫn xếp sau Tây Sở Báo Vương vì điều này. Nếu theo gia thoại nổi tiếng như trên thì việc Hạng Vũ thà chết chứ không chịu qua sông Giang Đông vẫn vốn bắt nguồn từ sự thổ thẹn của ông với các hương thân vụ lão nơi này. Thế nhưng theo lý giải của Quy Quy Niu, quyết định tuần tiết bên bờ Âu Giang của Tây Sở Bá Vương có liên quan trực tiếp với một bí mật mà ông đã nhìn ra vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ không khó để nhận thấy Hạng Vũ là một nhân vật có cống hiến vô cùng nổi bật trong việc lật đổ ách thống trị nổi bật một nát của Tần Triều. Thế nhưng, cổ nhân có câu một núi không thể có hai hổ, cho nên giữa Hạng Vũ và Lưu Bang mới nổ ra chiến tranh hán sợ tranh hùng. Vào giai đoạn đầu của cuộc phân tranh này, thì Tây Sở Báo Vương đều chiếm được lợi thế rõ ràng ở trên nhiều phương diện, đặc biệt là trên chiến trận Thế nhưng kể từ lúc có được sự trợ giúp và tương trợ của nhiều nhân tài, trong đó nổi bật là chiến thần hàng tính, Lưu Bang chặn mấy chốt đã nhanh chóng lật ngược được thế cờ. Dòng chạy của lịch sử cứ như vậy mà phủ vàng đẩy tay sở bá vương vào kết cục bại vọng. Vào thời khắc quyết định vận mệnh ở bên bờ Âu Giang, Hàng Vũ cương quyết không trốn chạy và lựa chọn tuẩn tiết. Việc làm này rất có thể liên quan tới một lời hứa mà ông dành cho trăm họ từ những ngày đầu phất cờ khởi nghĩa trong buổi đầu đem quân quật khởi hàng phụ đã từng hứa sẽ đem lại cho muôn dân bách tính một cuộc sống bình an vì thế bản thân của tây sở báo vương càng hiểu rõ hơn ai hết nếu ông vượt sông và bình an trở về giang đông lưu bang nhất định sẽ thừa thắng truy kích để chiếm lĩnh khu vực này và đến lúc đó giang đông ắt sẽ phải trở thành trận địa tử chiến có lẽ vị bá vương kiêu hồn và trường nghĩa ấy không muốn cuộc chiến của mình tiếp tục khiến dân chúng sống trong cảnh ly tán tan thương Ông càng không muốn phụ sự kỳ vọng của muôn dân dành cho mình, nên đã tự nguyện lấy cái chết để giữ trọn lời hứa năm xưa. Có lẽ nguyên nhân khiến hàng phủ thà chết cũng không chịu về Giang Đông vốn bắt nguồn từ việc ông không muốn hương thân phụ lão nơi này phải chịu cảnh tan thương ly tán của chiến tranh nếu phân tích từ góc độ tính cách con người của hàng vũ thì quyết định này của ông cũng không phải là điều khó hiểu trong khi lưu bang vốn mang danh là phường lưu manh là kẻ ít học thì tây sở bá vương lại được xem như là một người bậc quân tự uy dũng có lòng nhân đức vĩ, lính tráng thậm chí trong sử ký của tư bà thiên phần hoài âm hầu liệt truyện sự nhân từ của ông còn từng hàng tính bị mỉa mai bằng cụm từ có lòng nhân của đàn bà cũng xuất phát từ nét tính cách này tương truyền rằng hạng vũ từng có đôi lần nói thẳng với lưu bang thiên hạ náo loạn đã nhiều năm cũng vì hai người chúng ta, nay bổn vương muốn đơn phương độc mạng khiêu chiến với hán vương, hai ta sống mái một phen, đường để thiên hạ tiếp tục chịu khổ. Do đó thiết nghị nếu năm ấy hạng vũ vượt qua giang đông, chiến sự giữa hai bên hán sợ có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Các hương thân phù lão nơi này sẽ ngày đêm sống trong lo sợ, bất tính nơi đây, cũng chẳng có nổi một ngày bình yên. Và đó chính là viễn cảnh mà hạng vũ không muốn thấy nhất. Có lẽ thời khắc đi tới bờ sông Âu Giang năm ấy, bí mật và hạng vũ đã nhìn thấu chính là bản chất vô nghĩa và những hậu quả tan thương của chiến tranh. Vì vậy, ông đã lựa chọn hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho muôn dân bách tính và cho tới ngày nay vẫn có rất nhiều lý giải và tranh cãi xoay quanh nguyên nhân vì sao hàng vũ thà chết chứ không chịu qua sông Âu Giang để về giang đông. Thế nhưng dù cho lý do thật sự của quyết định ấy có là gì thì tên tuổi của hàng vũ vẫn được hậu thế đời đời ngưỡng mộ ngay cả khi ông ở vào vị thế của một kẻ thua trận. Về phần Lưu Bang dù đã trở thành người chiến thắng sau cùng và kiến tạo nên vương triều kéo dài 400 năm trên đất Trung Hoa, vị thế và uy danh của hán cao tổ vĩnh viễn không thể vượt qua hạng vũ vì chiến thần đã tuần tiết bên bờ ô giang năm nào huyền bí tv kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí tiên tri chân yểm lời nguyền bài học cuộc sống hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào